Chào mừng quý vị đã đến với bản tin quốc tế sáng ngày 15 tháng 8. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật sau. Mới đây, Trung Quốc trình làng 3 mẫu chiến đấu cơ hiện đại tại sự kiện quân sự quốc tế ở Nga. Liên quan đến đất nước tỷ dân, cùng những tham vọng bá quyền của chính quyền Bắc Kinh, một vị quan chức Nhật vừa qua cảnh báo Trung Quốc đang cố dùng vũ lực thay đổi hiện trạng khu vực. Đáng chú ý, chuyên gia Trung Quốc nói rằng Mỹ sẽ gánh chịu hậu quả chưa từng có nếu mời Đài Loan tham dự diễn đàn dân chủ. Trong khi đó, Bình Nhưỡng dường như xích lại gần Bắc Kinh trước sức ép quốc tế. Đại sứ Triều Tiên vừa qua tuyên bố Mỹ là mối đe dọa chung của Trung Quốc và Triều Tiên. Tại sao chính sách ngoại giao cứng bức của Trung Quốc có thể khiến bùng nổ xung đột quân sự? Trong một diễn biến khác tại chảo lửa Trung Á, Afghanistan đang đi tới bờ vực khủng hoảng nhân đạo. Tiền thoại lưỡng nàn, bệnh nhân nằm la liệt ở biên giới Afghanistan. Chuyển sang thông tin về dịch bệnh, WHO hành động để thoát khỏi sự giằng co Mỹ-Trung về nguồn gốc Covid-19. Mỹ tiêm 3 liều vaccine cho người suy giảm miễn dịch Một số tin nóng khác, đảo ở Mỹ báo cáo số ca nhiễm tăng kỷ lục sau tiệc sinh nhật ông Obama Hơn 5 triệu người Nhật phải di tản do mưa lũ hoành hành Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây Hãng tin xin Xinhua tối 13 tháng 8 đưa tin Lực lượng không quân Trung Quốc đã cử một đội máy bay quân sự tham gia hội thao quân sự quốc tế 2021 tại Nga. Đáng chú ý, sẽ trình làng 3 mẫu máy bay J10B, J16, máy bay vận tải cỡ lớn Y20 đều do Trung Quốc độc lập phát triển. Trong đó, chiến đấu cơ J16 hai chỗ ngồi có nhiều chức năng tấn công phòng thủ đã được biên chế để tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Còn máy bay vận tải hạng nặng Y20 đã tham gia vào nhiều nhiệm vụ bao gồm vận chuyển nhân viên y tế và vật tư tới các khu vực thiệt hại bởi COVID-19 ở trong nước và các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo khác. Trong một số bình luận mạnh mẽ nhất của mình về tình hình an ninh đang xấu đi trên khắp Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobukishi cảnh báo Trung Quốc đang cố gắng thay đổi hiện trạng khu vực bằng vũ lực. Ông cũng kêu gọi Úc và các đồng minh nhanh chóng tăng cường hành động. Cụ thể, trong bài phỏng vấn với hai tờ báo Úc, The Sydney Morning Herald và The A, ông Kishi nói sự chuyển dịch cán quân quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc đã trở nên quá rõ ràng, trong khi một trận chiến quân sự ở Đài Loan đã nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Đáp trả, Đài CGTN của Trung Quốc tối ngày 13 tháng 8 dẫn lời chuyên gia tuyên bố những phát ngôn trên là không thể chấp nhận được. Cảnh báo rằng vị quan chức Nhật đừng nên đùa với lửa. Theo đó, Andrew Corico, nhà phân tích người Mỹ còn nhắc lại sự kiện lịch sử vào thời Thế chiến thứ hai khi hàng chục triệu sinh mạng đã chết dưới tay chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Ông cho rằng Nhật Bản muốn viện lý do Trung Quốc là kẻ xâm lược để trở lại đường lối quân sự xưa. Chuyên gia nhấn mạnh, viễn cảnh Nhật Bản tái quân sự dưới bất kỳ lý do nào chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cho sự ổn định của khu vực. Giới phân tích Trung Quốc cảnh báo hai cường quốc Mỹ-Trung có thể sẽ rơi vào khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ nếu Nhà Trắng mời lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tham dự hội nghị thượng đỉnh các nền dân chủ vào tháng 12 tới. Theo thông báo từ Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ triệu tập một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo từ các quốc gia dân chủ vào ngày 9 đến ngày 10 tháng 12. Động thái được nhiều chuyên gia cho là nỗ lực đối phó tham vọng khuếch trương quyền lực của bắc kinh ngay sau đó cơ quan đối ngoại đài loan thể hiện mong muốn tham dự hội nghị này rezin chen quan chức đài loan phụ trách các vấn đề bắc mỹ trong cơ quan này nói rằng chủ đề của hội nghị sẽ bao gồm đấu tranh chống lại chủ nghĩa độc tài và thúc đẩy nhân quyền vốn là những giá trị mà đài loan và hoa kỳ đều nỗ lực bảo vệ luciang nhà nghiên cứu cấp cao về quan hệ mỹ trùng tại viện hàm lâm khoa học xã hội trung quốc cảnh báo sẽ có hậu quả chưa từng có nếu bà Thái được Mỹ mời đến dự diễn đàn trên, ông nói, tôi nghĩ điều này chắc chắn sẽ vượt qua ngưỡng thấp nhất trong quan hệ với Mỹ của Trung Quốc và chính quyền Bắc Kinh sẽ không bao giờ dung thứ. Tôi tin rằng nếu xảy ra, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996. Năm 1995, nhà lãnh đạo Đài Loan lúc bấy giờ là ông Lý Đăng Huy đã sang thăm trường cũ là Đại học Cornell ở bang New York, Mỹ, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Sau đó, quân đội Trung Quốc đã liền nã tên lửa vào vùng nước xung quanh đảo Đài Loan như một lời cảnh báo. Đáp lại, Mỹ đã triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực và tàu sân bay Nimitz đi qua eo biển Đài Loan. Theo South China Morning Post, mối quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan đã được cải thiện đáng kể dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và có vẻ chính quyền đương nhiệm của ông Biden sẽ tiếp tục duy trì chính sách này. Tuần trước, chính quyền ông Biden đã phê duyệt hợp đồng bán 750 triệu đô la vũ khí cho Đài Loan, trong đó có 40 đơn vị pháo tự hành. Phản ứng gay gắt, Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả động thái này. Mới đây vào hôm 12 tháng 8, tân đại sứ Trung Quốc tại Washington Tần Cường đã đánh thép nhắc nhở Mỹ rằng Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất và nhạy cảm nhất trong quan hệ Trung-Mỹ. Sau đó một ngày, Trung Quốc còn cảnh báo khi Mỹ và Đài Loan thảo luận về hợp tác tuần duyên có thể bao gồm việc tập trận chung gần Đài Loan. Bắc Kinh cho rằng động thái này đang gửi thông điệp sai lệch cho các lực lượng ủng hộ sự độc lập của Đài Loan. Ông Pang Yongying, Viện trưởng Viện quan hệ quốc tế tại Đại học Nam Kinh Trung Quốc cho rằng Phương Tây đang cố gắng vấn đề Đài Loan với các khái niệm tự do và quyền con người, trong khi đại sứ Tần cố gắng đưa ra thông điệp rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ thỏa hiệp. Ông cảnh báo, vấn đề Đài Loan đã đặt ra một thách thức lớn đối với quan hệ Trung-Mỹ và Mỹ cùng Trung Quốc cần phải thoát ra khỏi vòng xoáy xung đột về Đài Loan. Mỹ là mối đe dọa chung với Trung Quốc và Triều Tiên, đây chính là tuyên bố mới nhất của đại sứ Triều Tiên tại Trung Quốc, ông Ri Riong Nam, trả lời báo Hoàn Cầu thời báo ngày 14 tháng 8 đại sứ khẳng định Bình Nhưỡng và Bắc Kinh nên hợp sức đối phó với mối đe dọa trên. Chỉ trích Washington tiến hành tập trận quân sự trên khắp Đông Á, bao gồm cả những cuộc tập trận với Hàn Quốc. Ông Ri nói Hoa Kỳ đang tham vọng siết chặt liên minh quân sự, gây áp lực lên chính quyền Bắc Kinh. Cũng nhắc về các cuộc tập trận chung Mỹ Hàn, đại sứ nhấn mạnh Washington và Seoul sẽ phải trả một cái giá đắt và thề rằng Triều Tiên sẽ tăng khả năng đánh phù đầu để đối phó với mối đe dọa quân sự do Mỹ gây ra. Theo Reuters, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 để kiểm tra khả năng sẵn sàng phản ứng trước tình huống bất ngờ. Cuộc tập trận chính sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 8. Trong khi đó, Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận chung giữa Washington và Seoul là diễn tập cho chiến tranh và xâm lược. Liên quan đến thông tin khiến cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi những ngày qua là bản án dành cho hai công dân Canada tại Trung Quốc. 11 năm tù giam cho doanh nhân Canada Michael Spavo về tội làm gián điệp và tử hình dành cho Robert Schellenberg vì buôn bán chất cấm. Giới phân tích cho rằng, các động thái trên là nhằm gây sức ép lên Canada để thả tự do cho bà Mạnh Vãn Châu, CFO của Huawei, vốn bị bắt và xét xử ở Vancouver. Theo Asia Nikkei, thật không may là bằng cách bắt con tin và sử dụng các biện pháp ngoại giao cưỡng bức. Trung Quốc đã ngăn cản nhiều chuyên gia đến Trung Quốc làm việc do lo sợ bị giam giữ vô cớ. Điều này làm cho hình ảnh Trung Quốc trở nên mờ mịt hơn và ít được biết đến hơn bởi vì những chuyên gia có thể trở thành kênh truyền thông hữu hiệu với đất nước tỷ dân không còn có thể đóng vai trò đó nữa đáng lo ngại hơn do không nắm được bức tranh toàn cảnh với trung quốc các nước phương tây sẽ khó lòng hợp tác với quốc gia châu á dẫn đến những tính toán sai lầm và tăng khả năng bùng nổ một cuộc xung đột quân sự tờ báo nhật nhận định thay vì kết bạn và tạo ảnh hưởng tích cực chính sách ngoại giao của chủ tịch tập cận bình đang thúc đẩy nhiều quốc gia về phe đối đầu gây bất lợi cho trung quốc Liên Hợp Quốc mới đây cảnh báo sự trỗi dậy của Taliban có thể đẩy Afghanistan đến bờ vực khủng hoảng nhân đạo, với hàng ngàn người bỏ lại nhà cửa, di tản và nạn đói có thể xảy ra tràn lan. Các chiến binh Hồi giáo đã giành quyền kiểm soát thành phố lớn thứ nhì và thứ ba của Afghanistan, trong khi Mỹ và các nước phương Tây gửi quân lính để di tản khẩn cấp quan chức ngoại giao về nước. Dù vậy, Liên Hợp Quốc cho biết 320 nhân viên của họ vẫn ở lại giữa vùng chiến sự. Thompson Fury, người phụ trách chương trình Lương thực Thế giới, nói trong cuộc họp hôm thứ của Liên Hợp Quốc rằng Chúng tôi lo ngại điều tồi tệ nhất vẫn còn chờ ở phía trước. Nàng đói kinh khủng có lẽ đang đến nhanh. Tình hình của Afghanistan sẽ đi tới bờ vực một thảm họa nhân đạo. Đã có hơn 250.000 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ tháng 5, với 80% trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Trên hành trình tị nạn, họ còn đụng độ với nhiều băng nhóm vũ trang và phải cố tránh thiết bị nổ tự chế cài sẵn trên nhiều tuyến đường chính. Hàng ngàn người rời khỏi vùng nông thôn đến thủ đô Kabul và các thành phố khác để tìm kiếm trung tâm tị nặng. Quan chức Liên Hợp Quốc Fury cho hay, cứ ba người Afghanistan thì một người rơi vào tình trạng mất an ninh về lương thực, nghĩa là họ không còn phương tiện để kiếm sống nữa. Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước hàng xóm Afghanistan vẫn duy trì mở cửa biên giới trong bối cảnh đà tiến công như chảy tre của Taliban khiến khủng hoảng gia tăng. Bà Shabia Mantel, từ cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc cho rằng, nếu không thể tìm kiếm nơi lánh nạn an toàn, có thể nhiều người dân vô tội sẽ thiệt mạng. Nếu cần thiết, cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ chính phủ các nước về tăng cường tiếp nhận nhân đạo những người tị nặng. Dù Liên Hợp Quốc kêu gọi mở cửa biên giới, nhưng lực lượng an ninh Pakistan từ hôm 13 tháng 8 đã dùng gậy ba thông ngăn cản người Afghanistan băng qua cửa khẩu nối liền hai nước hồi tháng trước taliban đã tấn công chiếm được khu vực biên giới quan trọng này tiếp đến pakistan chấm dứt miễn thị thực cho người đến từ afghanistan dẫn đến biểu tình bùng nổ taliban cũng phản ứng bằng cách phong tỏa toàn bộ khu vực biên giới nhóm chiến binh yêu cầu pakistan cho phép đi lại qua cửa khẩu mà không cần giấy tờ chứng minh quốc tịch afghanistan hay thẻ đăng ký tị nạn do pakistan ban hành những thay đổi chóng mặt từ cả hai phía kiểm soát biên giới đã khiến cho hàng trăm người Afghanistan mắc kẹt suốt nhiều ngày ở cửa khẩu. Với những ai cố gắng vượt qua rào chắn, họ bị cảnh sát Pakistan dung gậy đe dọa và đẩy lùi. Một cư dân đến từ thành phố Kandahar cho biết, nhiều bệnh nhân hiện giờ nằm la liệt, họ muốn đến Pakistan chữa trị nhưng bị kẹt lại, không còn tiền của hay là thực phẩm gì nữa. Chiến binh Taliban đã giành lấy một vùng lãnh thổ rộng lớn từ tay quân chính phủ Afghanistan trong vài tuần gần đây, bao gồm những tuyến biên giới giáp với Iran và các nước Trung Á, nhờ đó thu được nguồn thuế quan đáng kể. Nếu Pakistan đồng ý mở cửa lại biên giới và miễn thị thực, điều này không chỉ giúp Taliban thu lợi từ dân thường di chuyển giữa hai nước mà còn giúp nhóm chiến binh có thể liên lạc với lực lượng và một số chỉ huy đang cư ngụ ở Pakistan. Theo Reuters, Pakistan và Taliban từng duy trì mối quan hệ thân thiết. Tuy nhiên, Islamabad khẳng định điều này đã chấm dứt kể từ khi Mỹ đưa quân tấn công vào năm 2001, lật đổ nhóm Hồi giáo cực đoan vì che chở cho phiến quân Al-Qaeda gây ra sự vụ thảm khốc vào ngày 11 tháng 9. Các nước phương Tây cũng như Kabul cho rằng Pakistan vẫn duy trì hỗ trợ cho Taliban và nhiều thủ lĩnh của lực lượng này đang trú ẩn an toàn ở đất nước Nam Á. Tuy nhiên, Islamabad luôn bác bỏ những cáo buộc nói trên. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang thành lập một nhóm chuyên trách mới để tìm kiếm nguồn gốc virus corona, mong muốn chấm dứt cái gọi là đổ lỗi chính trị đang ảnh hưởng đến nỗ lực điều tra mang tính khoa học. Đến hiện tại, việc WHO chưa thể xác định được địa điểm đầu tiên và cách thức virus SARS-CoV-2 lây nhiễm rồi phát tán ra toàn thế giới đã làm bùng nổ tranh cãi dữ dội giữa các nước thành viên, chủ yếu là giữa hai siêu cường Mỹ-Trung who mới đây kêu gọi chính phủ các nước hợp tác điều tra dựa trên khoa học và phi chính trị hóa tình hình hiện tại phát ngôn viên fadia chais của tổ chức này cho biết chúng ta nên làm việc cùng nhau tôi các bạn và tất cả mọi người đều mong muốn biết được nguồn gốc của đại dịch tồi tệ nhất thế kỷ Washington đã bày tỏ sự ủng hộ đối với nhóm chuyên trách điều tra mới được thành lập của WHO. Nhà trắng khẳng định cần tập trung nghiên cứu khoa học và tìm kiếm dữ liệu về nguồn gốc COVID-19 để chúng ta có thể phát hiện sớm hơn, ngăn cản và phản hồi hiệu quả hơn với những đợt bùng phát dịch tiếp theo trong tương lai. Trước đó, tổng thống Joe Biden vào cuối tháng 5 đã yêu cầu cộng đồng tình báo Mỹ điều tra độc lập về khởi nguồn đại dịch, báo cáo sau 90 ngày. Từ phía WHO, báo cáo về nguồn gốc COVID-19 gần đây nhất được đưa ra vào tháng 3 có sự tham gia của một số nhà khoa học Trung Quốc. Đó là kết quả của chuyến điều tra đến Vũ Hán và một số địa phương lân cận hồi đầu năm nay. Báo cáo cho rằng virus có thể truyền nhiễm từ dơi sang người thông qua một loại động vật trung gian Giả thuyết virus sổng chuồng từ phòng thí nghiệm được cho là rất khó xảy ra. Tuy nhiên, gần đây, Tổng giám đốc WHO, ông Tedros gần đây cho biết, bản thân ông cũng là nhà miễn dịch học đã làm việc ở phòng thí nghiệm. Ông thừa biết các tai nạn phòng thí nghiệm không phải là chuyện hiếm. Mặt khác, trong chương trình phim tài liệu khoa học phát sóng vào hôm thứ Năm vừa qua ở Đan Mạch, nhà dịch tễ hàng đầu nước này, ông Peter Dan Imbarak, đồng thời cũng là người dẫn dắt WHO nghiên cứu ở Vũ Hán, cho biết giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm cần được nghiên cứu và điều tra làm rõ. Ngay sau phát biểu của nhà khoa học Đan Mạch, WHO đã ra văn bản giải thích rằng những bình luận này không liên quan đến nỗ lực điều tra của WHO. Tổ chức Y tế Thế giới còn nhấn mạnh cuộc phỏng vấn ông Mimbarak đã được ghi hình từ cách đây nhiều tháng. Philippines hiện là một trong những nước châu Á chứng kiến dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ nhất, chủ yếu do biến chủng Delta. Các bệnh viện đều quá tải và đông đảo nhân viên y tế cảnh báo họ sẽ nghỉ việc đồng loạt nếu chính phủ không sớm thanh toán trợ cấp. Thế nhưng giữa dịch bệnh, một vụ bê bối chấn động lại xảy ra. Cơ quan kiểm toán nhà nước đã gắn nhãn thiếu sót đối với khoản ngân sách 67,3 tỷ peso tương đương với 1,33 tỷ đô la Mỹ mà Bộ Y tế Philippines được cấp để ứng phó với dịch bệnh. Cơ quan kiểm toán ra thời hạn giải thích về việc này trước ngày 27 tháng 9. Bộ Y tế cho biết sẽ cung cấp lời giải thích chi tiết và báo cáo điều tra vào tuần sau. Và hôm qua, Bộ trưởng Y tế Francisco Du cũng lên tiếng phân trần trên đài phát thanh DZMM. Tôi đảm bảo rằng không hề có tham nhũng, không có một đồng peso nào bị đánh cắp, tôi cam đoan việc đó. Philippines hôm thứ Bảy ghi nhận gần 14.300 ca nhiễm mới, mức cao thứ nhì từ khi dịch bùng phát và có thêm 233 người tử vong, với tổng cộng hơn 1,71 triệu bệnh nhân COVID-19 và gần 30.000 ca tử vong. Philippines là vùng dịch lớn thứ nhì Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. Vùng thủ đô Manila với 16 thành phố, 13 triệu dân đã duy trì lệnh phong tỏa nghiêm ngặt để chống lại biến chủng Delta. Về tiêm chủng, chỉ có khoảng 11% trong số 110 triệu người Philippines được tiêm phòng đầy đủ. Mặt khác, gần 1 phần tư trong tổng số 1.300 bệnh viện của quốc gia Đông Nam Á này đã quá tải nghiêm trọng. Số giường điều trị đã kín chỗ từ 85% trở lên, khó trách hàng loạt nhân viên y tế kiệt sức và nói sẽ không thể tiếp tục cầm cự trong thời gian dài. Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC hôm 13 tháng 8 đã cho phép tiêm liều vaccine thứ ba của các nhà sản xuất Pfizer hoặc Moderna cho những người bị suy yếu hệ miễn dịch. Theo CDC, các đối tượng đủ điều kiện sẽ được tiêm liều thứ ba ngay lập tức. Ngoài ra, bệnh nhân suy giảm miễn dịch cũng không cần được chẩn đoán hay có giấy xác nhận của dịch vụ y tế để được nhận liều tiêm bổ sung. Quyết định của FDA không dành cho những người đã tiêm vaccine Johnson Johnson, vốn chỉ yêu cầu một liều vì chưa có số liệu nghiên cứu đầy đủ để ra quyết định với loại vaccine này. Tuy nhiên, cơ quan y tế Mỹ cho phép tiêm trộn các vaccine mRNA đối với liều thứ ba nếu như không có đủ nguồn cung vaccine. Giám đốc CDC Rosa Wansley nói với các phóng viên rằng đối tượng dễ tổn thương chiếm chưa tới 3% người trưởng thành ở Mỹ. Bà cho biết, số liệu cho thấy những người suy giảm hệ miễn dịch, chẳng hạn như người được ghép tặng và một số bệnh nhân ung thư, dường như không hình thành đủ kháng thể để chống lại virus sau hai liều vaccine đầu tiên. Nhưng tôi muốn khẳng định rõ, nhóm này chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, chỉ khoảng 3% trong tất cả người trưởng thành ở Mỹ. Theo Reuters, các nhà khoa học thế giới vẫn tranh cãi về sự cần thiết của liều vaccine thứ ba đối với dân số nói chung. Họ cho rằng lợi ích của tiêm chủng bổ sung vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, báo cáo về hiệu quả của vaccine có thể bị giảm sút qua thời gian đã khiến giới chức một số nước giàu lo ngại và muốn triển khai tiêm liều thứ ba, dù cho nhiều quốc gia khác vẫn chật vật để đảm bảo người dân được tiêm chủng đại trà liều vaccine đầu tiên. Để kỷ niệm sinh nhật thứ 60, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama vào thứ Bảy tuần trước đã tổ chức bữa tiệc hoành tráng với khoảng 400 khách tham dự, bao gồm nhiều quan chức và người nổi tiếng trong làng giải trí. Nhiều vị khách không đeo khẩu trang hay bận tâm chuyện giữ khoảng cách an toàn, dù biến chủng Delta đang làm bùng phát làn sóng dịch bệnh mới nghiêm trọng ở Mỹ. Trong một clip lan truyền khắp mạng xã hội, cựu tổng thống Mỹ cũng khiêu vũ nhiệt tình mà không đeo khẩu trang. Rapper Beckham, một vị khách trong bữa tiệc, chia sẻ, không ai ngờ ông Obama lại nhiệt tình như vậy, ông ấy nhảy suốt bữa tiệc. Theo Daily Mail, địa phương được ông Obama chọn làm địa điểm tổ chức tiệc là hòn đảo Martha's Vineyard thuộc bang Massachusetts, một nơi nghỉ dưỡng mùa hè lý tưởng. Sau bữa tiệc, hòn đảo ghi nhận thêm tới 74 ca dương tính COVID-19, mức cao nhất kể từ tháng 4. Tuy nhiên, phát ngôn viên Moravelli của cơ quan y tế thị trấn Tisbury cho biết, "Hiện tại chúng tôi chưa thể nói các ca nhiễm liên quan đến bữa tiệc của ông Obama. Cách duy nhất để biết là thông qua truy vết nguồn lây và hiện chưa có đủ dữ liệu." Trước đó, tiệc sinh nhật của ông Obama đã bị chỉ trích mạnh mẽ. Một số ý kiến cho rằng ông đã lách luật khi tổ chức tiệc ngoài trời nhưng lại có mái che. Theo đó, không cần đeo khẩu trang theo khuyến nghị của CDC. Dù vậy, một số đảng viên Cộng hòa lại nói rằng tiệc sinh nhật của ông Obama về bản chất là sự kiện siêu lây nhiễm. Khi được phóng viên hỏi về bữa tiệc của cựu tổng thống Obama, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki dường như muốn lãng tránh. Bà nói rằng ông Obama đã quyết liệt kêu gọi mỗi cá nhân tiêm phòng vaccine ông Obama là một trong những chính trị gia dân chủ đã lên tiếng nhiều nhất về việc tiêm phòng. Hồi tháng trước, ông đăng trên Twitter bày tỏ lo ngại virus đang ngày càng lây lan nhanh hơn. Tuy nhiên, bữa tiệc sinh nhật mới đây của cựu tổng thống lại làm bùng nổ sự thất vọng và tức giận của nhiều cư dân mặn nước Mỹ. Hơn 5 triệu người Nhật đã được khuyến cáo sơ tán khẩn cấp khi đối diện với mối nguy hiểm do lũ lụt, lở đất xảy ra liên tiếp ở khu vực Tây Nam. Hôm qua ngày 14 tháng 8, giới chức đã ban hành mức cảnh báo cao nhất mức 5 đối với các tỉnh Saga, Nagasaki, Fukuoka và Hiroshima. Ngoài ra, mức 4 được áp dụng với 17 tỉnh khác, ảnh hưởng tới hơn 4 triệu người cần phải di tản. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, mưa lớn có thể hoành hành trên cả nước trong khoảng một tuần tới. Tại nhiều nơi, lượng mưa bất thường khiến nước sông dâng cao, hàng loạt tuyến đường bị ngập đến hồng. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm và giải cứu cho những người mắc kẹt mực nước nhiều con sông vẫn rất cao, đe dọa lũ quét có thể tiếp diễn trong vài ngày tới. Một số thành phố ở đảo Kyushu đã ghi nhận lượng mưa lớn hơn 40 mm chỉ trong một giờ vào ngày thứ bảy. Dự báo trong sáng này, lượng mưa trên hòn đảo có thể lên tới 250 mm. Cột mốc được chuyên gia Adachi Yushi từ Viện Khí tượng Nhật Bản đánh giá là lớn chưa từng thấy. Thủ tướng Yoshihide Suga vào hôm thứ sáu cho biết, ông đã thiết lập trung tâm ứng phó thiên tai để tăng cường phối hợp hỗ trợ các địa phương. Bên cạnh lũ lụt, sạt lở cũng diễn ra ở nhiều nơi thuộc tỉnh Nagasaki. Hậu quả khiến hai ngôi nhà bị hư hại và một phụ nữ 59 tuổi thiệt mạng. Chồng và con gái của bà mất tích. Các binh sĩ và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân. Ngày 13 tháng 8 vừa qua, người yêu thiên văn học đã có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trận mưa sao băng. Perseus, đây là trận mưa sao băng đẹp nhất, nổi bật nhất trong năm qua được nhiều người săn đón. Những vệt sáng lấp lánh trên bầu trời thế này đã được ghi lại từ Pico de las Nieves, ngọn núi cao nhất của đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha. Năm nay, mưa sao băng diễn ra trong khoảng từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 23 tháng 8, với tuần suất sao băng tăng dần mỗi đêm đến cực đại vào giữa tháng 8 và rồi giảm dần. Và rồi, trận cực đại đã diễn ra vào đêm ngày 12 và dạng sáng ngày 13 tháng 8 vừa qua. Được biết, mưa sao băng Perseus được tạo ra khi trái đất đi qua tàn tích của sao trội Swift Tutor, những mảnh nhỏ của sao chổi đã trút xuống trái đất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế sáng hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.